Xin chào các bạn. Các bạn có đồng ý với Duy là thực phẩm bổ sung năng lượng là một loại thực phẩm bổ sung quan trọng nhất trong tập luyện thể dục thể hình hay không? Thì nếu mà bạn không đồng ý với cái quan điểm này của Duy thì bạn sẽ không tiếp cận được những cái điều mà Duy sắp nói ở đây. Thể hình online luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả những người yêu thích hình thật sự, những người có một cái nguồn đam mê cháy bỏng. Và thể hình online không bao giờ nói bằng miệng. Thể hình online hôm nay sẽ đưa ra một cái chính sách rất có lợi cho các bạn sinh viên yêu thích hình thật sự, nhưng mà có một cái gói kinh tế nó có hạn thôi, chứ gì không nói là không có thì không thể nào nói được có hạn. Thì hôm nay các bạn sẽ được hôm nay và trở về sau, ngày nào trên online còn phân phối dòng sản phẩm, hai dòng sản phẩm này, Pump HD và Wanema của hãng PPI, thì các bạn sinh viên, vì đó các bạn sinh viên hoặc công nhân, hai đối tượng, một sinh viên, hai công nhân, sẽ được mua những cái sản phẩm này với giá giảm 20%, một cái hot deal rất là lớn, và nó sẽ được áp dụng mãi mãi trong cái vòng đời sinh viên của bạn. Thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm, đó là cái cách mà thể hình online đồng hành với các bạn trong những cái bước đường tập thể dục thể hình cực khổ cam go. Thì làm sao để có thể là tiếp cận được 20% off từ cái hai sản phẩm này, thì để mua hai sản phẩm này các bạn cần phải có thẻ sinh viên còn hiệu lực, các bạn phải photo thẻ sinh viên và đưa cho thẻ online, thẻ online dựa vào cái thẻ đó còn hiệu lực thì sẽ bán cho bạn. Nhưng không có nghĩa là bạn có thể trở thành con buôn, tức là không có nghĩa là bạn cầm sản phẩm này về bạn bán cho người khác, cái đó là no. Thẻ online không bao giờ làm chính sách đó. Một bạn một tháng chỉ được quyền mua một hộp thôi. Một tháng chỉ được quyền mua một hộp, một trong hai, không được mua cả hai. Mà một lưu ý nữa là khi bạn mua như vậy thì cái sản phẩm này đang bán lẻ là 1 triệu đồng, 1 triệu đồng một hũ, cái này cũng là 1 triệu đồng một hũ. Thì nếu mà bạn giảm 20% thì bạn còn 800 ngàn một hũ. Thì 800 ngàn một hộp như vậy bạn sẽ không còn chương trình đổi xu lý quà nữa. Thì cái chương trình đổi xu lý quà là đổi là những cái món quà nhỏ để cho bạn vui thôi. Thì các bạn cũng không còn chương trình đổi xu lý quà nữa. Và đặc biệt sản phẩm này không có free ship. Khi bạn áp dụng cái gói giảm 20% thì sản phẩm này không có free ship. Bạn sẽ mua hàng bằng cái cách bạn đến trực tiếp địa chỉ của thành online Chim Sander, quận 6 thì bạn có thể mua được. Hoặc nếu bạn ở xa thì sao? Bạn ở xa thì bạn sẽ chuyển khoản đúng 800 ngàn này vào tài khoản mà thể hình online công bố. Thì khi bạn chuyển khoản như vậy xong, thể hình online sẽ ship hàng này đến cho bạn bằng cái phương pháp thanh toán rẻ nhất, và cái người ship hàng sẽ lấy cái tiền công ship của cái công ty ship hàng, người ta sẽ lấy ở chỗ bạn. Mà những cái hộp nhỏ như vậy, nếu mà bạn có đi xa đi xôi lắm á, thì nó cũng chỉ là mấy chục nghìn đồng tiền ship thôi, nó không quá cao. Thì đây là một cái gói mà có thể là áp dụng cho tất cả hai đối tượng là công nhân và sinh viên. Nếu công nhân thì có thẻ công nhân, nếu mà sinh viên thì phải có thẻ sinh viên, thì cái đó là bạn mới có thể mua được sản phẩm này. Và mỗi thẻ chỉ mua được một sản phẩm trong vòng một tháng, thì tất cả những thông tin của bạn thì thẻ online phải lưu lại, chứ không phải là bạn mua một lần 10 hũ bạn đem về bạn bán lại. Thẻ hình online đang bán 1 triệu một hũ, bạn mua được 800, bạn đem về bạn bán 900, đó, cái chuyện đó là không có cái vụ kinh doanh ở đây, chỉ là đáp ứng nhu cầu cho những bạn yêu thích thể hình thực sự mà không có điều kiện tiếp cận tới những cái nguồn thực phẩm bổ sung chính hãng cao cấp, mà bạn vì giá rẻ bạn đi đâu đó bạn mua được những sản phẩm không tốt, thì cái đó thì Duy cũng không muốn. Nếu mà muốn là các bạn không xài thì thôi, xài phải xài đúng đồ đảm bảo chất lượng thì nó sẽ an toàn cho sức khỏe bạn hơn. Có những cái biến cố không phải phát sinh lúc này mà 2, 3, 4 năm sau nó mới phát sinh ra, thì các bạn cũng nên cẩn thận với những cái nguồn hàng mà nó trôi nổi, nó không rõ, nó có thể bây giờ là hàng giả hàng gian rất là nhiều. Ai bán hàng như thế nào Duy biết hết, nhưng mà Duy có lên tiếng hay không thì cái chuyện đó là một cái chuyện khác. Thì các bạn cũng cố gắng, đây là một cái việc làm mà thành online có thể mang đến cho các bạn, tặng cho các bạn mỗi tháng hỗ trợ các bạn một ít để các bạn có thể đeo đuổi ước mơ. Thì cũng chúc là các bạn có thể tập luyện thành công với những cái dòng của PPI này. Thì Duy cũng cố gắng trong tương lai, Duy sẽ cố gắng hết sức mình
cố gắng hết sức mình để có thêm những cái sản phẩm thiết thực hơn dành cho các bạn sinh viên nữa. Nhưng mà Duy chỉ sẽ cố gắng thôi. Còn trước mắt, năng lượng là một cái thực phẩm bổ sung rất là quan trọng mà Duy nghĩ là các bạn cần phải đầu tư trước tiên. Ít ra nó rẻ, nó đang là 20% off thì nó không còn có gì có thể tuyệt vời hơn. Hàng chính hãng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở một cái ngày nào đó mà các bạn tiến bộ hơn trong lĩnh vực thể hình.